có tấn công nè. À, bà con bật mic nha anh em ơi. Sang ơi, lấy phục ma thuật tấn công nè Sang ơi. Anh em mình giáo lấy cũng được. Ngày mai có server 4 cây gậy. Ngày mai có server 4 cây gậy. Vô có người rồi. Rồi bắn chuột phát đó nó ta. Nó còn mỗi tầng kiếm thì ở con gì nè, tầng kiếm còn Thiên Vương cẩn thận nha. Chết, Thiên Vương nó khống chế cả hai rồi. Ok rồi đó. Ui nó lên quần anh em ơi. Cẩn thận. Mình giáo mình cẩn thận nha, nhai farm lớn tí cái đã. Rồi nó ngẫm rồi, nhặt đồ tụi nó cái đã anh em ạ. Ui team đó là hai tầng kiếm, một Thiên Vương à. Nhặt rồi nhặt farm hang lính này hồi máu cái. Từ từ tiết kiệm đi. Sẵn hai lính. Đợi xíu farm xong lụm liền. Đợi nha, check cái rừng bên này coi có cường hóa hay không, cái nãy chưa check. Rồi không có gì luôn. Nha đang xài phòng thủ sơ rồi, phòng thủ sơ rồi. Ngủ đọc hồi farm hồi tí máu cái nữa anh em ạ. Mai dậy sớm chiến server mới. Trải nghiệm cảm giác lắc lắc. Hèn chi nay lên mấy rúp. Nay lên mấy rúp thấy bà con rau bán ngặt quá trời. Rồi mình xuống boss nha anh em. Bị kiếp sợ kìa, có ai chưa có không? Ôi còn 20 đội luôn. Ba cái rương ở đây. Tiêu dao. Hướng nào ta? Hướng ở bên phải này mà, hướng bên phải. Sang giữ né đi Sang. Nó vô lại kìa, nó vô lại kìa. Thiêu thiệt ta. Ê con lâu thức tỉnh nha, con lâu thức tỉnh nha. Qua phải luôn nha, qua phải luôn nha. Ủa bạn hoa anh em ơi. Từ từ xử bằng hoa cái, cẩn thận. Nhà cháy rừng vàng hoa cái. Boss chắc bị nó ăn. Ô được mấy cái rương này có đồ nè anh em ạ. Chết mấy rương này, sang ơi. Qua đây nha, quăng quỳnh máu nè anh em. Qua đây nha, quăng quỳnh máu nè. Từ từ lên đây nha, quăng quỳnh máu cho. Lên thẳng luôn, thẳng tí xíu, thẳng xíu. Đứng đây. Máu thật á. Quay qua bên bên phải luôn nè, rồi mình xuống. Dưới. Thiên Tâm Thiên Vương nè, cẩn thận Thiên Tâm sau lưng nữa nha. Nó căng máu. Nó bị khống chế rồi đó anh em. Không chạy được à. Ê, xem tí. Đây, máu. Máu đâu. Ồ, nãy giờ sang chị Minh Giáo à. Ủa sao ngạo thế vậy, ấy quên người không. Chết đồ này. À mình cứ giữ mạng team mình trước, nó không thể nào quật team mình được đâu.
Không nhai full đồ rồi. Cùng lô ngã từ từ nha anh em ơi. Anh em đâu rồi, anh em đâu rồi. Rồi rồi xong bên giáo mình ngã xuống rồi. Cho nha, cho cẩn thận là nha, cho cẩn thận lại lại cho nha. Lượm được cuốn cung luôn đó. Tưởng. Chào lính thôi anh em ạ. À. Ồ có máu à. Trời ngon lành. Chắc là nhai cũng phải kiếm phái đổi thôi. Chạy đi. Chạy 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 chạy. Nó không lên trên kia mà nó quýnh bên này trời. Ôi thiên vương yếu máu mà rượt theo sao chị nữa ta. Có báo vậy. Ồ nó có dương môn thôi thầy. Thầy chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi. Chạy đi nó còn con dương môn nữa đó. Ý, sao thấy tuột máu kìa, chạy đi. Từ từ đá. Nó hai con hài kim lần, nó hổ báo quá. Không, nhai nhai kim cũng được, nhưng mà vấn đề là mình phải kiếm tài nguyên mới chơi được với nó. Ông tưởng nó mở rồi. Chắc mình qua phải mình kiếm phái từ từ đây nè, ý quên qua trái chứ nhỉ. Vậy anh em chết mấy cái rương này thử đi. Máu dạ. Boss đâu ta? Boss trên luôn kìa anh em ơi. Ui. Trời ơi, nó sắn kìa. À da da thôi 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 mấy anh đây đeo 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 đeo. Ai quýnh gì thấy ghê vậy? Boss không ai ăn. Boss không ai rồi thôi anh cùng luôn. Cùng luôn đang đuổi nhai, cùng luôn đang đuổi nhai. Bên này có thiên vương nữa. Ôi thiên tâm nữa. Ôi nhiều vậy. Thôi thôi mấy ba mấy má ơi. Ờ thiên tâm nó đuổi kìa, ui thiên tâm quýnh nhai rồi. Trời ơi máu của tôi, bà con cô bé ơi, kiếm lính hồi máu cái đã. Chắc ngày phải xuống dưới thôi chứ đứng ở đây có một con lính hồi máu không được. Đường môn kệ nó, bây giờ giữ cái mạng trước cái đã. Trời có thiền tâm hơi khó, cứ để tiêu dao mình xử lý dễ hơn. Để dòng dòng xuống dưới lần nữa coi có mắt phán nào đổi không. Vỏ đen hay gì cũng được. Ây da, Trần Tấm Ma bị rượt tuột cái quần luôn. Team mình không có ẩn thân với máu nên cũng khó đánh. Phải có ẩn thân với máu. Đây. Rồi nó chết luôn rồi. Nó chết rồi. Vậy là nó mất biết rồi, chắc mới bánh nhà mất biết rồi đó.
Bí kíp cao kìa, đổi phái nha anh em. Lên trên luôn, lên trên luôn, lên trên luôn. Nè anh em đổi phái trước đi, đổi phái trước đi. Nhập ok chưa? Rồi giờ đổi đồ thôi, đổi đồ ra phái, kiếm phái nào ok hơn con Dương Môn nặng tí. Thiên Tâm! Anh em ơi! Nó chạy, nó chắc chắn nó chạy rồi. Nó nè, nó nè, nè. Ok, 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 ok. Lên nha, lên trên cái nha. Ok nha, xuống liền, nha nhà cái cường hóa cái. Đổi hai tiêu dao à. Nhân nghĩ để Dương Môn chứ nhỉ, để Dương Môn có giáp châu hơn chứ. Nhà đang vô, nhà đang vô. À, không nhặt được lọ máu nào hết. Con này ngon hơn nè. Ý, giật đập, quay lại, cẩn thận nha, nha, không có đang ở gần anh em á. À, thì ra nó có cùng luôn. Cẩn thận bốn đội nha, nó ra ngoài. Nó ẩn thân rồi, nó ẩn thân rồi. Rồi xong con luôn, một bé. Có đá xanh à? Nó có đá kìa anh em. Nhà ẩn thân rồi, nhà ẩn thân rồi. Sao còn vẫn còn bốn đội ta, mấy team kia ẩn thân ghê quá. Thiên nhẫn anh em ạ. Rồi thiên nhẫn ngã với nhanh rồi đó. Ôi vậy nó giết nhanh rồi, bụp nó luôn, bụp nó luôn. À, nó ẩn thân, nó canh mình đã chơi. Còn phái nữa, trong cầm cái rương của nhai ở trên, trên xíu. Hai cái rương song song có bình máu á. Con kia con gì ta? Nhớ canh ảo tượng nó nhanh em ơi. Hai con lộn sọt không kịp, chiều cuối luôn. Ui, Thiên Tâm à. Phái gì? Ẩn rồi, cắn máu, nó mất chiều cuối. Chọc nó luôn, lóc nó. Ây, thật tham các kiểu. Có không, có thật tham. Rồi rồi, nó chạy. hồi hộp quá. Ê, đổi hồi mộng chơi được anh em. Đổi hồi mộng chơi được, giờ chắc hồi máu rồi. Nó quay lại kìa. Hồi máu, cấp kéo hồi máu đi anh em ạ. Nó đầy máu rồi, nha nghĩ là đổi hồi mộng chơi được, hồi mộng ngay chỗ ô ảo tường. Chạy thôi, nó đang mất chiều cuối. Rồi nó hết chiều cuối rồi, chạy đi, mình chấm máu, nó cũng chạy à. Hết hồn. Nó, ơi, cẩn thận. Chạy, ơi, hay quá hay tuyệt vời. Thật tạo, hên, mình lên né.